Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là nhiệt kế tự ghi của hãng TND Nhật Bản các bạn ha. Mấy mã model là TR71NW các bạn ha. Được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Nhiệt kế tự ghi TR71NW thuộc loại cảm biến 2 cân, dùng để đo ghi nhiệt độ trong nhà máy, phân xưởng sản xuất các bạn ha. Với cảm biến sẽ mang cho nhiệt độ TND, cảm biến đo nhiệt độ C và độ F các bạn. Cảm biến trong là 10 đến 60 độ C. Và cảm biến ngoài là 40 đến 110 độ C, âm 60 đến 155 độ C. Độ phân giải cộng trừ 0,3 độ C, tạ âm 20 đến 80 độ C, cộng trừ 0,5 độ C, tạ từ âm 40 đến âm 20 độ C, 80 đến 110 độ C. Với độ phân giải 0,1 độ C các bạn ha. Các bạn lựa chọn là TR72A hoặc là 72A-S, các bạn có thể đo được cả độ ẩm các bạn ha. Với độ nhạy nhiệt độ không đổi, xấp xỉ 75 giây, thời gian đáp ứng là 90%, xấp xỉ 190 giây. TR71NW bộ nhớ lên tới 8000 bộ lưu trữ các bạn ha. Với khoản sẽ ghi là 1 2 5 10 15 20 30 giây, hoặc là 1 2 5 10 15 20 30 60 phút. Chế độ ghi không giới hạn, ghi đầy dữ liệu cũ nhất khi hết dung lượng, hoặc một lần dừng ghi khi hết dung lượng, tự động tải lên khoảng thời gian tắt hoặc tự động không tải lên.